Đồng hội đồng tập trung vào người nghèo và người dễ bị tổn thương Châu Âu đang trở thành vùng ngoại vi mới của giáo hội công giáo Các nhà lãnh đạo giáo hội Anh kêu gọi bỏ phiếu phản đối dự luật an tử Cuộc họp của các bề trên giám tình dòng chú quốc thế từ các tình dòng mới được tái cấu trúc với Ban Quản trị Trung ương tại Roma Đại hội khối liên hiệp mẹ hàng cứu giúp của dòng nữ chú quốc thế diễn ra tại Conrad, Thái Lan Siberia khai mạc năm thánh kỷ niệm 15 năm cung hiến thánh đường Kemerovo. Caritas Việt Nam bế mạc hội nghị thường niên năm 2024. Mừng 55 năm dấu chân các thừa sai dòng chữ quốc thế đến với người Gia Rai. Ngày họp mặt quý ân nhân thân nhân Học viện Thánh An Phong Sô năm 2024. Kính chào quý vị đến với bản tin truyền thông Chúa Quốc Thế ngày 11 tháng 10 năm 2024. Vào ngày 4 tháng 10, lễ thánh Francisco SCC kết thúc tuần họp đầu tiên, các tham dự viên thường hội đồng về hiệp hành đã tập trung vào hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo và dễ bị tổn thương trên thế giới. Đức giám mục Anthony Randazzo, địa phận Broken Bay, Úc, phát biểu rằng những người thường bị giáo hội lãng quên là những người gặp bất lợi về kinh tế, người di cư, Cộng đồng di cư và phụ nữ bị loại trừ hoặc bị gạt ra bên lề đến những nơi nghèo đói và bạo lực. Tại châu Đại Dương, Đức giám mục Randazzo cho biết, một số cộng đồng sống tại các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên ở Thái Bình Dương là một trong những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh vì các công ty và các quốc gia giàu có bóc lột. Ngài nói, các nhà thờ và cộng đồng ở các quốc gia giàu có quá bận tâm đến các vấn đề chuyên biệt của giáo hội và quên đi những người dễ bị tổn thương hoặc bị áp bức đang phải vật lộn để sinh tồn hay vấn đề đối xử bất công với phụ nữ. Theo báo cáo Di cư Thế giới năm 2024, một số người di cư từ vùng cận Sahara đến Bắc Phi để thoát khỏi cảnh đói nghèo do hàn hám nghiêm trọng thường phải chịu cảnh bạo lực, làm dụng hoặc bóc lột sau khi rời bỏ quê hương của họ. Nithu Siskia Pawaga đến từ Nicaragua, một nhà báo và chuyên gia truyền thông nhấn mạnh rằng nhiều người nghèo và dễ bị tổn thương trên thế giới cũng có thể xuất hiện trong không gian ảo. Sơ mời gọi giáo hội cũng nên quan tâm và hỗ trợ những người nghèo và bị tổn thương trên mạng xã hội. Thường hội đồng về hiệp hành đã bắt đầu tuần thảo luận thứ hai vào thứ hai ngày 7 tháng 10, cũng là ngày Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Hôm thứ ba, các hồng y tân cử từ Ba Châu Lục chia sẻ rằng giáo hội Nam bán cầu có nhiều món quà phi vật chất để chia sẻ với thế giới phương Tây, đặc biệt là ơn gọi linh mục dồi dào và đức tin tràn đầy niềm vui. Đức tổng giám mục Tascio Isao Ikikuchi, địa phận Tokyo, nhận định rằng các vùng ngoại vi của giáo hội đang dịch chuyển có thể về phía châu Âu. Cùng quan điểm này, Đức tổng giám mục Inas Pesy đến từ bờ biển nga và Đức tổng giám mục Jamie Spangler từ Brazil cho biết. Mặc dù giáo hội tại châu Phi và Mỹ Latin có vẻ nghèo về vật chất nhưng rất giàu có về tinh thần. Họ nhấn mạnh niềm vui trong đức tin và số lượng ơn gọi linh mục lớn là những món quà cần chia sẻ với giáo hội toàn cầu. Đức tổng giám mục Kikuchi nói thêm rằng trước đây, các giáo hội giàu có ở phương Tây hỗ trợ các nước nghèo, nhưng hiện nay với nhiều ơn gọi từ châu Á và châu Phi nên sự chia sẻ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Đức Tổng giám mục Spangler cũng nhắc về di sản đức tin mà những người nhập cư mang đến Mỹ Latin và thách thức hiện tại là truyền đạt đức tin cho thế hệ sau. Các lãnh đạo giáo hội ở Anh Quốc và những người lãnh đạo ủng hộ sự sống đã cảnh báo Thủ tướng Keir Starmer rằng luật trợ tử có thể đe dọa những người dễ bị tổn thương. Nghị sĩ Kim Leadbeater đang đề xuất một dự luật cho phép những người mắc bệnh nani ở Anh và xứ Wales có quyền tự kết liễu cuộc sống của mình, và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2024. Đức giám mục John Sherrington cho rằng việc hợp pháp hóa trợ tử sẽ làm suy yếu giá trị và phẩm giá của sự sống con người. Lấy ví dụ từ Canada và Oregon, nơi những việc này đã được hợp pháp hóa. Ông Elton, một chính trị gia công giáo cũng cảnh báo về những hệ lụy tiêu cực, nhấn mạnh rằng luật này có thể gây áp lực lên những người bệnh và những người dễ bị tổn thương. Thay vì trợ tử, cả giám mục Sorrenton và Elton đều kêu gọi tập trung đầu tư vào chăm sóc giảm nhẹ nhằm hỗ trợ người bệnh qua đời trong phẩm giá. Phát ngôn viên của Right to Life UK Catherine Robinson cho biết, việc hợp pháp hóa trợ tử gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2024, cha Rogerio Gomez Bề trên tổng quyền dòng chúa quốc thế cùng ban quản trị trung ương đã tổ chức cuộc họp tại cộng đoàn dòng chúa quốc thế San Gioacchino, Roma với sự tham gia của các bề trên giám tỉnh thuộc các tỉnh dòng mới được tái cấu trúc từ châu Mỹ Latin và châu Âu. Cuộc họp được tổ chức tại cộng đoàn dòng chúa quốc thế San Gioacchino ở Roma. Cha Gianceno Sorrentino, bề trên giám tỉnh Nam Âu đã chào đón các tham dự viên. Trong thánh lễ khai mạc, cha Rogerio nhấn mạnh sự cần thiết cởi mở với Chúa Thánh Thần và kiên nhẫn trong tiến trình tái cấu hình. Cha cũng nhấn mạnh đến lòng can đảm và hy vọng trong khi tiến về phía trước. Có hai bài thuyết trình quan trọng. Đề tài thứ nhất do cha Almedio Sensini, lý mục dòng Canossian về tinh thần phục vụ của sự năng động và thẩm quyền. Và đề tài thứ hai do cha Sebatino Machoreno, giáo sư danh dự của Học viện Alfonso về tinh thần phục vụ của sự năng động và thẩm quyền theo quan điểm của dòng chúa cứu thế. Các chủ đề chính được thảo luận gồm Hiện đại hóa văn phòng tổng thư ký tại Roma, chủ nghĩa truyền thống và thế hệ mới của dòng chúng quốc thế trong bối cảnh đào tạo hiện nay, định hướng và triển vọng tái cấu hình trong các đơn vị mới thành lập của hội dòng. Chỉ thị chung nhằm hỗ trợ tiến trình tái cấu hình trong bối cảnh tài chính cùng với tính bền vững lâu dài và một số đề tài khác. Cuộc họp này không chỉ là thời gian để lắng nghe và thảo luận sôi nổi mà còn là dịp để sống tinh thần hiệp hành, cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ đời sống huynh đệ với tư cách là những thừa sai hy vọng của dòng Chúa cứu thế theo bước chân Chúa Kitô cứu thế. Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2024, Hội đồng Liên hiệp của dòng nữ Chúa cứu thế mang tên Mẹ Hằng cứu giúp đã họp tại tu viện dòng nữ Chúa cứu thế ở Nakhon Ratchasima hay còn gọi là Konrad ở Thái Lan. Liên hiệp này bao gồm các đan viện nói tiếng Anh thuộc các nước Philippines, Úc, Canada, Ireland, Hoa Kỳ và Thái Lan. Trong cuộc họp, Sir Lucy Conway được bầu làm chủ tịch, Sir Alice Agosto và Sir Mary Fides làm cố vấn. Sir Chantel Lucia được bầu làm thủ quỹ và Sir Maura Wells làm thư ký liên bang. Sir Lucy chia sẻ rằng cuộc họp là một món quà cho tương lai của dòng nữ chú quốc thế và Liên Hiệp, tạo cơ hội cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ với nhau. Sir nhấn mạnh rằng Liên Hiệp là công cụ giúp tái sinh đời sống chim niệm, đem lại niềm vui của sự thánh hiến. Dòng nữ chú khu thế được chia thành 3 liên hiệp dựa trên tiêu chí về địa lý và ngôn ngữ. Đó là liên hiệp mẹ chân phước Maria Celeste Crosstarosa ở Nam Âu, châu Mỹ Latin và châu Phi. Liên hiệp chú khu thế gồm 4 tu viện ở Nhật Bản và liên hiệp mẹ hàng cứu giúp. Liên hiệp là hình thức hợp tác giữa các đan viện chiêm niệm theo yêu cầu của tòa thánh dựa trên tông hiến tìm kiếm dung nhan thiên chúa của Đức Thánh Cha Francisco năm 2016 về các dòng nữ chiêm niệm. Giáo sứ trái tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria tại Kemerovo, Siberia đã tổ chức lễ kỷ niệm năm thánh nhân dịp 15 năm cung hiến thánh đường. Các tu sĩ dòng chúa quốc thế thuộc tỉnh dòng Warsaw đã phục vụ tại đây gần 30 năm. Sự kiện khai mạc bao gồm buổi hòa nhạc với chủ đề Lạy Chúa chúng con tán tụng Ngài do nhà hát âm nhạc Academy trình bày cùng với sự góp mặt của sinh viên học viện văn hóa Kemerovo. Lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo tôn giáo gồm Đức Giám mục Joseph Worth của giáo phần Công giáo Novo Civis, Đức Giám mục Daniel của Tổng giáo phần Chính thống Cuba và các đại diện từ cộng đồng Hồi giáo, tin lành. Thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục Worth chủ tế cùng với các linh mục địa phương và đông đảo giáo dân tham dự. Trong bài giảng, Đức Giám mục Worth nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử của việc xây dựng thánh đường, ghi nhận công lao của các nhà thừa sai dòng chúa quốc thế đầu tiên tại Kemerovo. Ngoài việc mục vụ, Giáo sứ còn thực hiện nhiều hoạt động văn hóa và xã hội như dự án âm nhạc trong nhà thờ, dàn học sướng Masis, nhóm nhạc thiếu nhi Fasonsky và các hoạt động bác ái như dự án cửa hàng liên đới Sari. Giáo sứ cũng có các khóa học ngôn ngữ và một quán cà phê cộng đồng mang tên Monastery Kitchen phục vụ cho mọi người trong vùng. Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam năm 2024 bế mạc vào ngày 3 tháng 10 sau 3 ngày làm việc xoay quanh chủ đề như thầy yêu thương. Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Việt Nam chủ tế thánh lễ khai mạc. Hội nghị thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như cứu trợ sau cơn bão Zagi và hoạt động hiến tặng giác mạc của Caritas Bùi Chu với khoảng 80 người hiến tặng mỗi năm. Ngoài ra, hội nghị còn quan tâm đến quỹ học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đề ra các định hướng hoạt động cho năm 2025. Các tham dự viên thống nhuần sư vụ Caritas khẳng định sự hy sinh, dẫn thân phục vụ người nghèo khổ và những người bị gạt ra bên lề xã hội theo tinh thần yêu thương của Chúa Kitô. Hội nghị khép lại với hy vọng những quyết định được đề ra sẽ giúp các thành viên Caritas tiếp tục đáp ứng các thách đố trong xã hội hiện nay, mang lại tình yêu thương và sự hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Lễ kỷ niệm 55 năm dấu chân các thừa sai dòng chúa quốc thế đến với người Gia Rai ngày 10 tháng 10 năm 1969, ngày 10 tháng 10 năm 2024 là dịp tạ ơn Chúa và tri ân các nhà thừa sai đã gieo mầm tin mừng tại vùng Tây Nguyên. Đức cha Paul sais đã đích thân đưa bốn nhà thừa sai đầu tiên đến làng Plekli, Phú Nhơn, Gia Lai vào năm 1969, giao phó cho họ sứ mệnh rao giảng tin mừng cho người Gia Rai. Ngày 10 tháng 10 hàng năm trở thành ngày truyền thống quy tụ các tu sĩ dòng Chúa quốc Thế và giáo dân Zarai tại trung tâm truyền giáo Blakely. Thánh lễ tạ ơn diễn ra với sự chủ tế của Cha Phêrô Phan Công Trường và đồng tế với các linh mục tu sĩ cùng sự hiện diện của cộng đoàn giáo dân Zarai. Phục vụ thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo với bài giảng của Cha Giuse Trần Sĩ Tín nhấn mạnh sứ mệnh tin mừng hóa của Hội Thánh. Cha cũng chia sẻ rằng chính người Gia Rai đã giúp Ngài cảm nghiệm sâu sắc sức mạnh của lời Chúa và thúc đẩy sứ mệnh truyền giáo. Buổi lễ kết thúc với lòng biết ơn và bữa trưa thân mật cùng anh chị em Gia Rai, khẳng định họ là bằng chứng sống động của việc được lời hàng sống quy tụ. Ngày 5 tháng 10 năm 2024, Học viện Thánh An Phong Xô thuộc tỉnh dòng Chúa Quốc Thế Việt Nam tổ chức ngày họp mặt quý ân nhân thân nhân nhân ngày lễ bổn mạng học viên chân phúc Francisco Xavier Celos dòng chúa cứu thế. Sự kiện diễn ra tại đền Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Sài Gòn với chủ đề Gieo Niềm Hy Vọng. Buổi họp mặt bắt đầu từ sáng sớm với sự hiện diện đông đảo của quý ân nhân và thân nhân. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ do anh em học viên và một số ân nhân trình diễn. Sau đó là giờ kính Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp và thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân, thân nhân. Trong bài giảng, cha Du Xe Đỗ Đình Tư, Phó Giám tỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ vụ loan báo tin mừng. Mỗi Kitô hữu, dù là giáo dân hay tu sĩ, đều được mời gọi ra đi làm chứng cho Chúa. Cha chia sẻ thêm, ngày hôm nay người Kitô hữu được mời gọi can đảm ra đi lên đường loan báo và làm chứng về Chúa Giêsu như chân phúc Francisco Xavier Celos. Ngài cũng đã rời bỏ quê hương xứ sở để đi đến với người nghèo, người di dân, người chưa nhận biết Chúa để nói về Chúa cho họ. Riêng anh em học viên, cha phó giám tình nhắn nhủ rằng khi bước chân vào nhà dòng Chúa cứu thế. Anh em học viện cũng được mời gọi mang lấy những thao thức chăn trở của người nghèo, mang lấy tinh thần nghèo khó trong cuộc đời thừa sai để rồi anh em dẫn thân hơn nữa trong sứ mạng đem tin mừng đến với muôn dân. Kết thúc bài giảng, cha giảng mời gọi cộng đoàn nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương đời sống cầu nguyện, chuyên chăm lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa. Mẹ Maria luôn gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện nên mẹ luôn khao khát mở ra đến với người khác để mang Chúa đến cho họ cụ thể với gia đình chị họ Elizabeth. Sau thánh lễ, bữa tiệc buffet đã diễn ra trong không khí thân mật, thắt chặt mối tương quan tốt đẹp giữa học viện và các ân nhân và thân nhân. Để từ môi trường học viện này, nhiều linh mục tu sĩ dòng chúa quốc thế được rèn luyện và sai đi vào cánh đồng loan báo tin mừng của Chúa. Bản tin truyền thông Chúa Cứu Thế hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị luôn bình an trong Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp.